Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Trúc Hoàng Thái Mê của xóm Mỹ. Hôm nay Trúc sẽ vào bếp với lại món chè khoai mì. Củ khoai mì này nó to lắm nha, tại vì một mình ăn á, thành mình nấu củ này thôi, 8 lạng nha. Và đây là gồm có 400g đường phèn và một ít đậu phộng và một hũ nước cốt dừa. Và bây giờ Trúc sẽ đi gọt cả nhà. Dao hai lưỡi nè, thì mình gọt đi, mình gọt cái nó dẻo lắm á cả nhà. Mình nấu chè khoai mì đơn giản gì mà nó ngon lắm. Cái khoai mì này gieo hai lưỡi như vậy nha cả nhà. Mình cứ gọt nha. Mình gọt xong rồi mình đi rửa nước muối nha. Mình Trúc ăn nấu có ăn cục. Khoai mì này mình cắt nhỏ nhỏ tròn tròn khoanh khoanh lại. Mình cắt tròn tròn khoanh khoanh lại vậy nè. Khoanh nó xong nha cả nhà, mình đã cắt cái phần khoanh như vậy nè, nó đã xong. Nè cái miếng khoanh khoai mì nó gì nè, chỉ làm bốn đây. Mình lấy cái này nó ra, ở trong nó có cái sơ ở trong này cả nhà, mình lấy mình bỏ ra. Đó. Rồi mình cắt nhỏ ra gì, mình bỏ vô thau. Đó. Mình cứ làm nha cả nhà, như vậy mình cứ cắt nha. Phần khoai mì này xong rồi thì em sẽ cho vào cái thau. Mình ngâm nước muối ăn cho nó khỏi bị đập. Một ít muối vô đây, mình ngâm 5 phút. Tại vì cái khoai mì này mình phải bỏ tí xíu muối mình ngâm á, ăn cho nó khỏi bị nhức mình á. Rồi mình ngâm 5 phút xong rồi mình rửa lại lần thứ hai nha cả nhà nha. Và mình ngâm cái khoai mì được 5 phút rồi, giờ Trúc sẽ đi đổ ra rửa lại lần thứ hai nha cả nhà nha. Mình rửa lại lần thứ hai rồi mình bắt đây để xong rồi cho nó ráo một tí thì Trúc đi bắt nước sôi lên nha. Nước này lên nè. Và bây giờ nước đã để sôi 1 lít nước nha cả nhà. Cho phần khoai này vô luôn. Mình sẽ để lửa trung bình. Mình đổ khoai như vậy cho nó chín nha. Và nó để sôi nè, mình vớt cái phần bột nó ra. Mình thấy lên điều như vậy nè, nó sẽ bở ra khoai mì, nó sẽ dẻo, nó ngon. Mình nấu cái chè khoai mì này á, nó đơn giản như vậy nè. Mà ăn dưới nước dừa, trời ơi, nó ngon gì đâu luôn á. Cả nhà nhìn nè, nó mau chín nha. Đó, nó nở ra như vậy nè, nhưng mà Trúc cũng chưa có bỏ đường được đâu. Cho nó thật mềm và nó sẽ dẻo ra với cái nước của nó đó, nó sẽ bở ra cái nước của nó hơi dẻo một chút rồi mình mới bỏ đường vô thì nó sẽ ngon cái phần khoai mì nha. Em nhà mình thấy mà nước nó đặc quá thì mình cho thêm khoảng ít nước vô nữa nha cả nhà. Đó, cái nước rồi này nha, khoai mì nó cũng đã chín nha. Bây giờ khoai mì nó đã chín rồi nha cả nhà, mình cứ khuấy nha, mình đừng có sợ nó nát, tại vì cái nước dẻo nó ra đó thì nó sẽ làm cho cái khoai mì nó ngon. Nó dẻo cái phần khoai mì đã chín thì mình cho 250g đường phèn vô. Nhà này mình không nấu đường phèn thì mình nấu đường cát cũng được nha. Mình bỏ vô. Mình bỏ vô thì mình sẽ khuấy đều nó lên. Đó, tại cái phần khoai mì này chín mình mới bỏ đường nha cả nhà. Giờ bây giờ mình để cho nó sôi tiếp tục lần thứ hai nha. Bây giờ mình để như vậy nha, để cho rửa nó riu riu, đường nó sẽ ra nha. Sau khi 10 phút mình để nó rửa nó riu riu được 10 phút rồi cả nhà, thì cái đường nó cũng tiêu hết rồi nè, mà nó kèo nó dẻo lại nè, không bỏ bột gì hết nha cả nhà. Chút xíu muối vô nha, tại vì mình nấu chè mình phải bỏ muối nó thanh đó. Lúc sẽ cho một gói vani vô hết luôn cho nó thơm nha cả nhà. Cho một gói vani vô rồi nó để sôi rồi, trời ơi nó thơm lắm nha cả nhà, nó vừa ăn luôn nha, nó không lạt không ngọt nha. Thì bây giờ nó để sôi được 5 phút nữa rồi thì cái phần khoai mì này nè, cái phần kỳ này nó để sôi như gì đã chín rồi nè cả nhà. Đó, cái màu của khoai mì nó ra chứ không có nấu mình nấu đường phèn mà nó ra cái màu này nó đẹp mà nó ngon nữa. Thì mình tắt bếp nha, mình tắt bếp và mình sẽ thắng nước dừa nha cả nhà nha. Đó, mình bỏ tí xíu muối vô vậy nha cả nhà. Nước dừa cái hũ này này ở bên hộp á, mình vừa hộp cái nước dừa này nè, nó
để sôi rồi mình tắt bếp nha cả nhà nha. Cái đậu phộng này nè, mình đem đi mình dễ dập dập nha cả nhà nha. Phần nước dừa này ra chén luôn cả nhà. Cho ra chén cái phần nước dừa này đỡ mình ăn kỳ không mì nha. Thấy nó nguội một chút nha cả nhà. Kỳ nó hơi nguội rồi thì mình ăn hẩm hẩm thôi chứ không có đỡ nóng quá. Thì bây giờ chút xíu múc cái phần kỳ này ra nha. Đó, nấu mình cắt nó bốn góc nó đẹp vậy đó. Mà khi mình nấu ra thì cái khô mì nó như vậy á. Đây là mình đã múc chiếc chì xong. Đây là đậu phộng mình dễ rồi nè, mình dễ dập dập ra nè cả nhà. Và đây là nước dừa. Và đây là chén chè. Bây giờ chút xíu cho cái một ít nước dừa vô. Mình ăn nước dừa nhiều thì mình bỏ nhiều nha. Chút xíu xem nước dừa vô. Trời ơi, chè khô mì mà mình có nước dừa nó mới ngon nha cả nhà. Mình sẽ cho 2 muỗng vào đây. Rồi, mình sẽ bỏ một miếng đậu phộng dập dập vô đây. Rồi, bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Trúc nha. Nhìn ngon không cả nhà? Quá hấp dẫn luôn, trời ơi nó thơm quá. Nó thơm quá cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn chè với Trúc nha. Trời ơi, nó thơm quá. Dù cái vani á, cái vani nó cũng thơm nè. Nhưng mà khối khẩu của Trúc là chè khô mì nha. Chứ chè đập xanh rồi đó. Mời cả nhà cùng ăn với Trúc nha. Nó ngon quá cả nhà ơi. Nó có đậu phộng. Trời ơi, nó ngon quá. Nãy giờ mà nó còn hơi nóng quá cả nhà. Khô mì á, mình làm đủ cách mình ăn á, nó rất là ngon. Khô của nó ngon lắm cả nhà. Nó dẻo hơn khô sáp luôn á. Nó dẻo giữa sọt. Múc gì mà ham ăn một chén chập dặn. Ngon quá. Đâu có cần bỏ bột bỏ gì đâu. Từ khôi của nó ra nó bùi, nó ngon à. Nó dẻo. Khô mì này ăn nó ngon bấy cháy luôn. Ngon quá. Nhức nách luôn. Thứ gì chịu nổi trời. Mình á, tại có mình ăn à, tại mình nấu cơm cũ rồi chứ mình nấu nhiều nhiều thì nhiều người ăn thì mình nấu nhiều thêm tí cả nhà ha. Đó, mình ăn cho mấy. Nhiều khi buồn ăn cơm mình buồn á, cái phần dẻo nè, thơm nè. Cái phần dẻo của khôi mì nó rất là dẻo như khôi sáp nè. Rồi nó thơm của cái bột vani nè. Nó biếu biếu của cái mùi nước dừa nè. Ăn nó giòn giòn của cái nhân đậu phộng nè. Trời ơi. Quá tuyệt vời luôn, cả nhà nhớ nấu chì khôi mì này ăn nha. Chúc không nói xạo đâu, rất là tuyệt vời. Ăn một lần đi, nấu kiểu này nè. Ăn một lần đi rồi sẽ biết ngon hay dở nha cả nhà nha. Ẩm miếng nó cho hết luôn cha. Ẩm miếng nó cho hết luôn cha. Cho nói quế nói luôn. Thôi quá. Một mình luôn. Một kiến kịp dạp. Thứ gì chịu nổi. Ăn gì mà nói dưỡng eo. Dưỡng gì nổi đâu. Giờ ăn hết chén chè rồi thì xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn quan tâm theo dõi kênh Trúc Hồng Family Cuộc Sống Mỹ. Thấy hay đăng ký subscribe ủng hộ kênh Trúc Hồng với nha. Bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại cái nhà video sau.